Chào các em, cô lại được gặp các em trong bài học hôm nay. Thì chúng ta tiếp tục làm bài tập vận dụng số 4 chuyển sang số thập phân nhé. Trước khi làm bài tập, cô sẽ cho các em một câu thường chú. Em mà thuộc câu thường chú này thì em sẽ chuyển sang số thập phân thật là dễ dàng. Chú ý, nhìn câu thường chú đây. Đó chính là số thập phân nào mà chỉ có hàng phần 10 thì chúng ta thấy nó sẽ có một chữ số thập phân. Có hàng phần trăm thì phần thập phân sẽ có hai chữ số thập phân, và hàng phần nghìn thì ba chữ số thập phân. Nói ngắn gọn lại thì chỉ cần học đơn giản đó là phần 10 một chữ số thập phân, phần trăm thì hai chữ số thập phân, và phần nghìn thì ba chữ số thập phân. Rồi nhớ chưa nào? Chúng ta nhẩm lại nhé. Hàng phần 10 thì một chữ số ở phần thập phân, hàng phần trăm thì hai chữ số ở phần thập phân, và hàng phần nghìn thì ba chữ số ở phần thập phân. Chúng ta bước đầu vào bài tập nhé. Rồi, bài tập sẽ phân làm. Bài tập sẽ phân làm 3 dạng. Dạng thứ nhất là chuyển sang hỗn số nè. Ta sẽ làm dạng thứ nhất trước. Hỗn số sang số thập phân, vì hỗn số và số thập phân có một điểm giống nhau. Đó là điểm gì các em nhớ không? Đó chính là số thập phân và hỗn số đều có phần nguyên. Đây, hỗn số gồm có phần nguyên và phân số. Như vậy phần nguyên cô viết lại là phần nguyên là 4. Đánh dấu phẩy ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân. Rồi phần phân số đây là 2 phần 10. Đây, hàng phần 10. Hàng phần 10 ứng dụng cái thần chú nào? Phần 10 thì mấy chữ số thập phân? Một chữ số thập phân thôi. Như vậy tử số có số 2, như vậy cô viết số 2 vào đây là đủ. Đổi 4 và 2 phần 10 ta được sang số thập phân, ta được 4,2. Các em rõ chưa? Chúng ta tiếp tục nhé. 25 và 6% phần nguyên là 25, cô viết 25. Tách phần nguyên và phần thập phân bằng dấu phẩy. Rồi đây là phần gì đây? Phần trăm. Phần trăm áp dụng thần chú phần trăm thì mấy chữ số thập phân? Hai chữ số thập phân, mà ở đây chỉ có một số 6 cho nên cô phải viết thành hai chữ số, cô sẽ viết thành 06. Để ý cho cô nhé. Tiếp theo, dự đoán nào? Phần nguyên là số 9, đánh dấu phẩy. Đây, phần nghìn xuất hiện. Phần nghìn có mấy chữ số thập phân? Thần chú đâu? Ba chữ số ở phần thập phân. Mà tử số chỉ có số 5, như vậy cô phải viết thành cái gì đây? 005. Dễ chưa nào? Bây giờ chúng ta vận dụng nhanh nhé. Như vậy đây sẽ được là phần trăm, hai chữ số phần thập phân, 36,48. Phần nghìn, mấy chữ số? Ba chữ số phần thập phân, 2,147. Tiếp tục phần nghìn tiếp. Như vậy ba chữ số phần thập phân mà chỉ có hai chữ số, như vậy ta phải viết là 2,031. Đây là dạng thứ hai của phần đổi, đó là đổi từ phân số thập phân sang số thập phân. Đối với phân số thập phân thì chúng ta để ý phần tử và phần mẫu. Trường hợp thứ hai này đó chính là tử số bé hơn mẫu số. Có nghĩa là 3 chia 10 thì sẽ bằng 0. Như vậy phần nguyên sẽ là 0. Tách phần nguyên bằng dấu phẩy. Như vậy phần 10 có một chữ số phần thập phân. Cô chỉ cần viết số mấy thôi? Số 3 là đủ. Tiếp tục 4 phần 100. 4 đâu có chia hết cho 100. Như vậy phần nguyên sẽ là 0. Đánh dấu phẩy. Rồi phần trăm thần chú hai chữ số phần thập phân mà chỉ tử số chỉ có số 4, như vậy cô phải viết thành 04. Để ý nhé. Tiếp tục phần nguyên 0 đánh dấu phẩy, ba chữ số phần thập phân sẽ biến thành 005. Tiếp theo phần trăm, như vậy phải là hai chữ số phần thập phân, do đó chúng ta sẽ ra được là 0,38, chính xác. Và phần nghìn, phần nghìn thì có ba chữ số phần thập phân, phần nguyên là 0, như vậy sẽ chuyển thành là 0,089. Qua trường hợp thứ ba của chuyển sang số thập phân, đó là tử số lớn hơn mẫu số.
Như vậy tử số mà lớn hơn sọt mẫu số thì chúng ta chia được đó nhé. Chia được, ta chia như sau, ta lấy 16 chia 10. Đây, được 1 dư 6. Như vậy cô sẽ chuyển sang hỗn số 1 và 6 phần 10. Sau khi chuyển sang hỗn số rồi thì nó trở thành trường hợp thứ nhất. Dạng bài thứ nhất của chúng ta biến thành 1,6. Dễ chưa nào? Tiếp tục 148 phần 10, lấy 148 chia 10 ta được 14 và 8 phần 10. 14 và 8 phần 10 ta chuyển sang số thập phân được là 14, đây, một chữ số thập phân 14,8. Nếu bạn nào khả năng chia chậm thì chúng ta có thể để ý đây ha. Nếu là chia cho 10 thì chúng ta giữ lại một chữ số ở tử số. Chia cho 10 thì giữ lại một chữ số. Đây. Cô làm mẫu nhé. Nếu chia cho 10 thì chúng ta giữ lại một chữ số. Chia 100 thì chúng ta sẽ giữ lại hai chữ số. Hai chữ số, hai chữ số, hai chữ số. Chia 100 thì ta giữ lại hai chữ số. Và chia 1.000 thì ta giữ lại ba chữ số. Đâu, chúng ta xem kết quả nhé. Như vậy 2057 chia cho 10 thì ta sẽ được 205 và 7 phần 10. Thấy chưa nào? Và chuyển sang số thập phân ta sẽ được là 205,7. Tương tự 345 chia 100 ta giữ là hai chữ số, như vậy phần nguyên là 3. Phần phân số là 45% và chuyển sang số thập phân là 3,45. 1982 chia 100 thì chúng ta sẽ được 19 và 82%. Chuyển sang số thập phân ta được là 19,82. Và trường hợp thứ ba, 6538 chia 1.000 ta được 6 và 538 phần nghìn. Chuyển sang số thập phân là 6,538. Dễ không nào? Như vậy cô vừa hướng dẫn các em cách chuyển một phân số thập phân hoặc là hỗn số sang số thập phân. Cô hy vọng các em sẽ nắm chắc được bài và chuyển đổi được tất cả các bài sang số thập phân nhé. Các em nhớ làm bài tập vận dụng, ở cạnh nút đăng ký. Hẹn các em ở phần bài tập tiếp theo nhé. Cô chào các em.